Hello, xin chào bà con, chào bạn nha. Thì hôm nay em quay cái đàn lươn mà em nuôi nè, cách cho nó ăn ha. Cho nó ăn thì cũng đơn giản thôi, đâu có gì phải chia sẻ thôi. Đó. Ôi, nó đói rồi kìa. Đó, này mà đưa tay xuống là nó táp mình chốc chốc vậy đó. Rồi rồi đói ý, hồi trưa mới ăn á, hồi bữa trưa thì hôm trước mình có chia sẻ với bà con đó là nuôi, mình nuôi nên là nuôi nhiều cái chủng loại con để mà mình đoán được. Mình đâu có đoán được, không đâu đoán được giá. Nhiều khi con này mắc mà cái con kia nó rẻ, ví dụ giống như lươn nó rẻ đi thì heo nó mắc, ví dụ vậy, hoặc là ngược lại. Nuôi phải nuôi đa con gì đó mình mới cảm thấy là mình yên tâm được. Có này thì có kia, bù qua bù lại đỡ. Này hồi chưa cho ăn gà quá, bữa nay em đi công chuyện đi nên là em cho nó ăn rồi, em thay nước rồi em đi công chuyện. Là nó cái này mới có 4 giờ rồi. Cho ăn rồi em đi công chuyện, thay nước đi công chuyện nên là nó ăn ít á. Chưa là 1 giờ mấy mới cho ăn. Giờ 4 giờ cho ăn nữa nên là ăn ít. Có những anh em mà chuẩn bị mà đi làm công ty mà có mớ vốn mà chuẩn bị về nuôi đó, chăn nuôi đó, thì mình nên chọn cái hướng là mình nuôi đa con, nuôi nhiều con á, nó an toàn nha. Không có cái nào mà nó rẻ hết trơn á. Nó rẻ, dụ giống như con này rẻ thì cũng phải có con khác nó mắc, chứ không có khi nào mà nó rẻ đồng loạt, trừ khi là dịch bệnh đó. Dịch bệnh như chiến rồi mà không có nhại nó ở, cơm ai nó ăn thì nó khác. Còn mà không có dịch bệnh đó, thì nó ổn lắm. Nhiều khi cả hai con đều mắc. Giá lương giờ thì trung bình thì khoảng 115 một ký, 15 ngàn đồng một ký. Còn giá heo thì sáng nay em cập nhật được thông tin đó là 70 ngàn một ký nha các bạn. Giá heo á, giá heo là 70 ngàn một ký. Mà tình hình này thì theo mấy anh em mà bắt heo á là không có heo để bắt, không có heo để bắt thì giá heo có thể lên nữa, chứ không có ở cái mức giá 60-70 ngàn đâu. Thì giờ giá heo là dao động từ 65-70 ngàn đó. Còn giá lương thì từ 115 ngàn, 120 ngàn cũng có nữa, mà phải tùy theo cái lương. 101 cũng có nữa, tùy theo lương. Chiều nay mắc đi sớm nên là cho ăn sớm, mình nó đi nó ăn ít nè, ăn nhơ không. Trẻ nó cũng phải cho ăn chứ không đói thì nó lâu lớn, con nào cũng vậy. Ừ.
Bầy lươn bự này nó làm sơ nha, cái là muốn hết rồi, là nó làm sơ cái là muốn hết rồi. Cái ăn lươn này nó mắc lắm nên là mình cho nó ăn cái dạng mình cũng cho nó ăn nhấp nhấp từ từ lên vậy đó, vừa đủ thôi chứ không để cho dư quá, dư quá rồi nó phí uổng lắm, mắc lắm. Ở đây em chăn nuôi là cái gì em cũng tự tạo cho nghe bà con, giống là tự tạo hết, ví dụ như heo cũng vậy. Heo thì mình nuôi là mình nuôi heo nái, có heo con ra rồi mình nuôi kẹt tiền quá thì mình bán bầy vậy đó, bán bầy heo con ra rồi mình nuôi. Lươn này cũng vậy nữa, lươn này thì em nuôi lươn bố mẹ rồi đẻ ra nhiều thì em nuôi, rồi đẻ ra nhiều nữa thì mình bán vậy đó, bán mình lấy cái đồng vốn đồng mình xây chứ không có mà chứ không có đi mua con giống. Mua con giống là mắc lắm, cái gì nó cũng vậy chứ. Nó là cái cách mà để mà mình giảm cái chi phí chăn nuôi đó, là về chỗ đó đó, là mình tạo ra được cái con giống để mình nó giảm được cái chi phí, cái con giống đầu vào mà mình nuôi mình cũng yên tâm nữa. Yên tâm tức là nó yên tâm, mình không có sợ. Còn nuôi mà mình mua cái con giống về mình nuôi đó là mình sợ dữ lắm, hồi hộp, hồi hộp không biết là con giống chất lượng không, rồi hao hụt đầu con mình cũng tiếc nữa. Khi mà mình nuôi cái số lượng mà con giống nhà đó thì mình không có tiếc, tiếc thì cũng tiếc nhưng mà không tiếc gì mấy, mình làm được ra được nó nhiều quá này cũng nhiều khi nó cũng nhiều so với cái mức độ của mình đó, là mình cũng nhiều khi mình cũng không kể muốn chăm sóc thêm nữa đó, vừa đủ cái số lượng mình cặn là được rồi. Đây thì lươn con, lươn này thì chuẩn bị ra bồn nữa nè, ra bồn. Mà lươn này thì giao cho người ta rồi. Thì ra đây nè anh em lại coi, là ra ngoài này nè, em đem ra ngoài này là anh em lại coi thấy được là bán luôn à, chứ không có chứ không có mà để mà cho nhiều. Em là vậy đó, em nuôi một hai bầy, một hai bồn vậy thôi. Còn chừng nào mà em mở cái trại lươn rộng hơn, bố mẹ rộng hơn thì mình nuôi cái số lượng lươn thịt nó nhiều hơn. Mà mình nuôi lươn thịt vậy chứ ai lại hỏi thì được giá mình bán luôn à, bán rồi mình gãy khác. Heo cũng vậy nữa, em nuôi heo cũng vậy nữa, con heo mà anh em nào lại hỏi mà thấy được giá em bán, bán rồi mình gãy khác mình nuôi, không ai mua thì mình nuôi cũng vậy đó. Nhiều khi người ta mua nhiều quá mình cũng không bán được, tại khi mà mình nuôi đủ số của mình á, đủ khả năng của mình mà tài chính để mà mình có thể mắc á, thì mình chấp nhận được á thì mình nuôi đó. Tức là cái chuyện xui rủi mà dịch bệnh tới á, mà mình mắc được cái số tiền đó đó, ví dụ mình cho nó ăn 100 triệu mà mình có thể mắc được á, thì mình chấp nhận mình nuôi đủ cái số vốn mình thôi. Chứ đừng nuôi nhiều hơn, nuôi nhiều hơn ngủ dịch bệnh cái mình trắng tay luôn. Nó vậy đó. Thì có những anh em mà chuẩn bị làm công nhân mà thấy mệt mỏi, chán nản quá muốn về nuôi. Đó, muốn về chăn nuôi cho nó an nhàn, thì khuyên bà con á là lên học. Làm gì cũng phải học chứ. Học rồi mình hãy nuôi. Học đi, học rồi mình hãy nuôi. À, còn khi mà học quá thì mình nuôi ít, để mình vừa làm mà vừa học luôn, làm tới đâu học tới đó, rồi học xong nuôi mà đạt rồi đó thì mình hãy mở rộng lớn lên, hãy làm cho nó lớn, chứ đừng có ủng cái là làm lớn thì nó cái dạng nó hên xui lắm, có thể là mình trúng rồi mình lên luôn,
còn mới xui rủi là mình xuống luôn. Mình xuống luôn thì cái đồng vốn của mình kiếm lại khó lắm nha. Rồi đó là chia sẻ vậy với bà con thôi. À, hôm nay thì em quay cái video này em chia sẻ với một số anh em mà muốn có dự định mà về quê đó, thì mình làm như vậy đó, làm từ từ thôi nha. Rồi vậy thôi em kết thúc video này đây, và chúc bà con và các bạn thật là nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại bà con và các bạn ở những video sau nha.